Bộ Giao thông Vận tải vừa triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa cho khách thường lệ. Theo quy định mới, khách bay nội địa chỉ phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực 72 giờ, nơi hứa cư trường hút hoặc đi từ sân bay thuộc vùng 4 hoặc vùng phong tỏa. Cùng đó, hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định sử dụng ứng dụng BC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có hết các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mọi cơ, đau sắc họng, mất vị giác. Cục Hàng không Việt Nam có hết trách nhiệm tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác vận chuyển hàng không nội địa, chủ động quyết định tần suất khai thác các đường bay nội địa, đảm bảo quyền tắc thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.